Hello, xin chào các bạn và tất cả các em. Thầy Minh Galin này. Hôm nay thầy lại gặp lại các em vào cái buổi tối chủ nhật hàng tuần như thầy đã hứa hẹn. Thì cái buổi tối ngày hôm nay với cái buổi tối ngày hôm trước, buổi tối chủ nhật tuần trước thì chúng ta khá là thành công với cái việc mà học về phần tìm đồng phân dưới sự dẫn dắt của thầy. Thầy nghĩ rằng là sau cái buổi trước thì các em sẽ cảm giác có một cái cảm giác khác trong việc làm bài tập về đồng phân. Thì ngày hôm nay thầy sẽ lại hướng dẫn chúng ta một lần nữa về việc mà làm các bài tập về cháy đốt cháy hợp chất hữu cơ. Thì cái bài tập mà đốt cháy hợp chất hữu cơ này là thầy muốn giúp đỡ cho mục tiêu chính là giúp đỡ cho các team 2K1, bởi vì là 2K1 chuẩn bị vào lớp 12 rồi nên là khá là khó, một cái sự gọi là bất an tâm đối với chương trình hóa học lớp 11. Thì thầy thực hiện buổi livestream này để cho các em có một cái tư duy tổng quan hơn về việc giải bài tập cháy, và đây là cái phần mà thầy sẽ giải khá là chậm và khá là chi tiết. Chính vì vậy nên là các em 2K1 theo dõi thật là kỹ càng, và cũng là đây cũng là cái buổi livestream này cũng là một lời nhắn nhủ của thầy với lại team 2K. Với những cái bạn nào mà đang học khá là đuối của môn hóa thì các em cũng nên của 2K thì nên theo dõi video livestream này, bởi vì video livestream này thầy sẽ chữa khá là chậm, cực kỳ chậm, và muốn giúp đỡ cho tất cả các bạn 2K có một cái kỳ thi thật là tốt đẹp hơn. Thì cái ngày hôm nay thì ok thì thầy sẽ giúp đỡ cho các em. Chào bạn Nguyễn Thái Sơn, nay nghỉ đúng rồi, hạnh phúc nha. Chào bạn Thành Thật Thà, chào tất cả các em. Thì trước khi vào buổi livestream thì chúng ta chờ đợi một chút xíu. Chào Lan Anh, ở đây chuyên mục chào hỏi, đợi một chút xíu để cho các bạn cùng vào học nhé. Và chúng ta vẫn nhớ rằng là cái lịch cũ của chúng ta là 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần tuần. Chào Cung Sophie, khá là vui vẻ khi mà hàng tuần thầy lên sóng lại được gặp lại được các em trong những cái buổi tối này, và cũng là xin phép em một chút tại vì là thầy dạy cho lớp off 2K khá là mệt, thường thường buổi tối nghỉ đến tận 10:30, nên những bạn nào mà thầy chưa trả lời được tin nhắn của các em thì em vui lòng chấm lại hoặc inbox lại cho thầy nhá, được chưa? Rồi thầy sẽ trả lời cho em, tại vì tin nhắn của em inbox lâu quá thì nó sẽ bị trôi. Chào Việt Trần Hà, chào tất cả các em. Hôm nay thì hiện tại đang khá là mưa to nên là lớp off thầy được nghỉ. Ok, chào bạn Tấn Vũ. Thì trong lúc chuẩn bị đợi livestream thì chúng ta nghe một bài nhạc nhá, xong đợi thầy set máy. Ok. Hình như là các em nhìn thấy rõ không, em thấy hình ảnh thế nào, comment lại thầy với, có phải hơi mờ mờ không? Thầy nhìn hình như là hơi mờ mờ, các em có thấy vậy không? Alo, chào em. Cái hình ảnh có rõ nét không nhỉ? Thế đang chờ đợi câu trả lời từ các em. Hứa mà em xem sao. Chào bạn Viên Ngọc. Các em comment vào thầy xem hình ảnh có nét không? Chúng ta chờ đợi một chút nữa. Hơi mờ thật rồi. Nó cũng không màu lắm nhỉ. Alo, lát em thầy quan tâm đến hình ảnh hơn, các em thấy hình ảnh có nét không, nhìn được không, ổn không? Rồi, may quá. Các em nhanh tay xe này về tường giúp thầy nhá, xe về tường này nhỉ. Hồi trước là chúng ta được gần 500 xe, được gần 1K xe, xem tối nay chúng ta được nhiều xe không. Ok, các em giúp thầy tát tất cả các bạn của các em vào đây hộ thầy với. Đang nghe bài hot trên rồi này. À, như bài này sẽ bị chặn. Sorry. Thầy lau qua kính nhá. Kính bị mờ. Ok. Các em thấy thế nào, nét chưa?
Ok, rõ rồi. Ok. Cảm ơn các em. Phương Thảo nhìn được rồi. Các em giúp thầy nhanh tay chia sẻ cho các nhóm của các lớp của các em với. Thôi tại sao không chia sẻ được trên trang nữa nhỉ? Alo. Cảm ơn Việt Trần à. Hello, chào anh Vân Trang. Ok. Chào bạn Tiến Đạt. Hai Nguyễn Đình Mạnh, chào Vũ Thị Thùy Dung. Chào Hương Hương. Chào Nguyễn Liêm, chào Huế Nguyễn. Hy vọng nét hơn một chút. Ok. Chào Lê Quang Ba, Thu Luyến. Uầy, các em làm nhanh đấy. Tối nay là các em phải có máy tính đấy. Máy tính giấy nháp chuẩn bị đầy đủ để chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Chào Thành Thật Thà. Chào Phạm Chu Hải Hà. Ok, chào bạn Nguyễn Hồ Trọng An. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay với câu đầu tiên, câu số 1 nhá. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài học. Thì trong lúc mà chuẩn bị bắt đầu vào bài học thì thầy yêu cầu các em là tối nay thì các em hãy cùng comment lại đáp án nhá. Các em cùng comment lại đáp án cùng thầy để chúng ta có buổi học thật là tốt hơn. Cái thứ hai nữa, đấy là thầy muốn là các em khi mà trong quá trình học thì các em sẽ cùng có máy tính và cùng có máy tính này, cùng có nháp để chúng ta cùng nháp để giải bài. Và cái điều thứ ba là cái buổi live stream này là để dành cho 2K1 mất gốc. Trong cái chuỗi live stream là lấy lại gốc khoa học hữu cơ dành cho team 2K1. Chính vì vậy nên là mục tiêu chủ yếu ở đây là 2K1. Và các bạn 2K2 mà mất gốc thì cũng có thể theo dõi được để mà từ đó chúng ta có thể học giỏi hơn. Chào bạn Anh Tuyết, chào bạn Học Nguyễn. Thế bây giờ thì xin phép là cắt cái chương trình chào hỏi tại đây. Chúng ta sẽ bắt đầu vào tập trung vào chuyên môn hơn. Và chúng ta sẽ bắt đầu vào cái câu đầu tiên là câu số 1. Thì câu số 1 là câu khá là dễ. Thì ở đây bây giờ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cách giải nhanh. Cái giải nhanh nhá. Nhìn này. Anh dành 74 gram trên món này. Đây sẽ là những cái cách mà khá là nhanh. Các em cần quan sát. IA 12 x 2 cộng 4 cộng 32 bằng 60 loại A. IB này. 12 x 3 cộng 6 cộng 32 bằng 74. IC này. 12 x 4
cộng 10 cộng 16 loại C. Vậy thì chỉ còn B và D. Giữa B và D bây giờ chúng ta thử phát là xong. Phần trăm của carbon là 48,64, vậy ta sẽ có là 12 nhân 3 chia 74 bằng 48,64. Vậy đúng, vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án B. Đây là cách giải nhanh. Để chưa các em. Thế cách giải chậm câu này thì sao? Cách giải chậm này cũng rất là đơn giản thôi. Cách giải chậm câu này thì thầy sẽ đặt. Đây là cách chậm. C cắt đi OZ ta luôn luôn có X chia Y chia Z bằng 48,64 chia 12, 8,1 chia 1 và 43,26 chia 16. Và đến đây ta thực hiện phép chia thì ta sẽ được 48,64 chia 12 bằng 4,05, 8,1, 43,26 chia 16 bằng 2,7. Tiếp tục sau khi ra được cái giá trị này thì sẽ lấy lượt 4,05 chia 2,7 thì bằng 1,5, 8,1 chia 2,7 3 và 1. Tiếp tục ta lại nhân lên với 2 thì ta được là bằng 3 chia 6 chia 2. Vậy công thức đơn giản nhất của nó là C3H6O2. Và đấy trùng luôn này. Đáp án đúng, chúng ta đáp án B. Được chưa? Khá là dễ dàng. Bây giờ chúng ta sang tiếp tục câu số 2. Câu số 2 này thì không thử đáp án nữa rồi các em ạ. Câu số 2 bắt buộc ta làm theo cách chính thống. Thế bây giờ với cái câu số 2 này, khi mà ta làm theo cách chính thống thì ta phải chú ý một cái chiêu để nhìn đáp án ta có này. A có CHNS này, B có CHNS này, C có CHNS và D có CHNS này. Được chưa? Vậy thì chứng tỏ rằng hợp chất hữu cơ của thầy sẽ có dạng là CHINTSK. Và thầy tiếp tục lại có X chia Y chia T chia K chính bằng 3 phần khối lượng carbon 3 chia 12, 1 phần khối lượng hydro 1 chia 1, 7 phần khối lượng nitơ 7 chia 14, 8 phần lưu huỳnh là 8 chia 32 chính bằng 3 chia 12 0,25, 1 chia 1 7 chia 14 0,5, 8 chia 32 0,25. Vậy 0,25 cùng chia 0,5 bằng 1, 1 chia 0,5 bằng 4, 0,5 chia 0,25 bằng 2 và 0,25 chia 0,25 bằng 1. Vậy ta suy ra công thức đơn giản nhất là CH4N2S. Và đề bài nói chúng ta là trong phân tử chỉ có một nguyên tử lưu huỳnh. Và bởi vì chỉ có một nguyên tử lưu huỳnh nên là CH4N2S chính là công thức phân tử của nó. Đáp án đúng, chúng ta đáp án D. Chúc mừng tất cả các bạn đã chọn đáp án D, đáp án chính xác. Việt Trần Hà comment rất đúng. Ok. Đây là thầy chữa rất là chậm để cho các bạn mất gốc cũng có thể theo dõi. Chính vì vậy nên là các em mất gốc cùng xe lại về tường để giúp các bạn cùng học giỏi hơn. Và thầy rất mong muốn rằng là cái buổi thì trước livestream khá là thành công, được gần 1k xe, thì tối nay chúng ta vượt hẳn 1k xe đi. Xem có được vượt 1k xe không. Đó cũng chính là nguồn động lực của thầy để thực hiện các cái buổi livestream liên tục cho các em. Và sang tuần sau, các em chú ý nhá. Sang tuần sau, cũng nghĩa là chủ nhật tuần sau. Chủ nhật tuần sau. Vào lúc 20 giờ thầy sẽ bắt đầu là live về bài hóa lớp 12. Bài đầu tiên, bài ST. Các em nhớ theo dõi nhá. Xe về tường để nhớ cái lịch này. Và trong lúc mà thầy livestream thì hãy nhớ là ấn chọn nút thông báo để mà thầy livestream các em còn nhận được thông báo, nhưng khá nhiều bạn mà lúc mà thầy livestream mà không nhận được thông báo đấy. Thế ta quay trở lại cái câu số 3. Tí nữa thầy sẽ cho chúng ta một cách giải nhanh của câu số 3. Còn bây giờ tức làm cách giải chậm của câu số 3 đã nhé. 1,605 gam ở chất hữu cơ A thì thu được CO2, nước và nitơ. Thế là ta nhìn tinh này. A 1 nitơ, B 1 nitơ, C 1 nitơ, D 1 nitơ. Vậy chắc chắn hợp chất hữu cơ A của thầy là chỉ có một nguyên tử tố nitơ. Vậy là công thức là CXHIN. Mà các em chú ý nha, đốt cháy này ta thu được CO2 này. Số mol CO2 bằng 4,62 chia cho 44 bằng 0,105. Số mol nước bằng 1,215 chia 18 bằng
0,0675. Số monitor bằng 0,168 chia 2,4 bằng 7,5 nhân 10^-3. Thế ở đây chúng ta chú ý chút, bên này có 1 niter, bên này có 2 niter. Vậy thầy thực hiện phương pháp bảo toàn nguyên tử nguyên tố niter. Bảo toàn nguyên tố niter. Thế được tổng số mol nguyên tử nguyên tố niter ở phía trái là số mol của CXHN. Trong này có 1 niter thì nhân với 1 sẽ bằng tổng số mol nguyên tử nguyên tố niter với phải là N2. Bên này có 2 niter, 2. Vậy hoàn toàn thầy tìm được số mol của CXHN bằng 7,5 nhân 10^3 nhân 2 bằng 0,015. Đến đây chúng ta hoàn toàn tìm được số nguyên tử carbon chính bằng số mol CO2 chia cho số mol cháy. Các em lưu ý phần này nhé. Số nguyên tử carbon bằng số mol CO2 chia số mol cháy và bằng 0,105 chia cho 0,15 bằng 7. Vậy C7. Vậy ngay lập tức C7 tôi nhìn đáp án luôn. C7, 1 liter, C5, C6, C7, C6. Vậy đáp án đúng đó. À, C. Tinh ý luôn. Được chưa? Rất là dễ. Chúng ta đây là giải trắc nghiệm nhé. Thì chúng ta phải giải nhanh. Ok, chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo. Câu số 5. Câu số 4. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hydrocarbon X. Thu được 2,24 lít CO2 và 2,7 gram nước. Thế thì oxy tham gia phản ứng cháy là. Thế ở đây thì chúng ta chú ý một điều. Ở đây là thầy sẽ dạy chúng ta những cách giải nhanh nhất. Chúng ta chú ý rằng là hydrocarbon vậy là CXHI trong quá trình để chứng minh công thức đấy nha. Cộng oxy thì thầy thu được là CO2 số mol bằng 0,1 cộng H2O số mol bằng 2,7 chia 18 bằng 0,15. Thế em tinh ý này, hydrocarbon trong phân tử chỉ có carbon và hydro. Vậy thầy nhìn nào, bên này CO2 biết, nước biết, vậy ta cần tìm số mol oxy nữa là xong rồi. Đúng không? Vậy thầy nghĩ đến bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Có phải thầy luôn luôn được tổng số mol nguyên tử nguyên tố oxy ở phía trái NO2, trong này có 2 oxy, luôn bằng tổng số mol nguyên tử nguyên tố oxy ở phía phải NCO2, 2 oxy cộng với lại N nước, 1 oxy. Vậy đây là một công thức giải nhanh đúng không? Thì bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy này chuyên sử dụng cho hydrocarbon. Em nhớ nốt cái công thức này lại để chúng ta giải khủng hơn trong những bài sau. Nhưng bài sau này cần bấm máy tính thôi. Thầy nhắc lại công thức này, những bài sau bấm máy tính thôi. Thầy sẽ có là 0,1 nhân 2 cộng 0,15 bằng chia 2 bằng nhân 2,4 bằng 3,92 lít. Đáp án đúng chúng ta đáp án B. Đấy thì với mà việc mà chúng ta hiểu bản chất và nắm rõ được, chúng ta hoàn toàn làm rất đúng. Viện Việt Anh Phạm comment đúng đấy nhỉ. Tốt. Đấy thì các em nhớ là nốt cái này lại về tường này để mà chúng ta làm tiền đề để cho buổi sau học sang chương trình lớp 12 nhá. Không biết là ở đây có bao nhiêu bạn muốn học sang chương trình lớp 12 rồi, comment lại để thầy có thể giúp đỡ này. Có những bạn nào muốn học chương trình lớp 12 rồi. Và ta sang tiếp tục câu tiếp theo, câu số 5. Đốt cháy mở ga hỗn hợp CH4 C3H6 C4H10 thu được 4,4 gram CO2 và 2,52 gram nước, tìm giá trị của M. Thế thì ở bài này ta chú ý CH4 này, C3H6 này và C4H10 này đốt cháy này thì thu được này CO2 số mol 0,1 này, số mol nước này bằng 2,52 này chia 18 bằng 0,14. Đề bài yêu cầu ta tìm giá trị của M. Thế bài này thầy có hai cách làm. Thế đây thì xin phép bài chữa chúng ta cách làm nhanh nhất. Chúng ta chú ý rằng là anh CH4 này, C3H6 này, C4H10 đều là hydrocarbon. Hydrocarbon. Và đây hỗn hợp X. Vậy có phải hỗn hợp X chỉ tạo bởi từ carbon và hydro không? Đây có MX chính bằng M carbon cộng M hydro. Thế mà M carbon thì chính bằng, M carbon thì chính bằng 12 nhân số mol carbon. M hydro chính bằng 1 nhân số mol hydro. Mặt khác bằng phương pháp bảo toàn ta nhìn thấy số mol carbon chính bằng số mol CO2 đúng không em? Mình là bằng 12 nhân 0,1. Số mol hydro quay chính bằng 2 lần số mol nước không? 1 nhân 2 nhân 0,14.
Đến đây các em hoàn toàn bấm máy tính sẽ là đáp án 12 nhân 0,1 cộng 1 nhân 2 nhân 0,14 bằng 1,48 các em. Đáp án đúng chúng ta là đáp án à. Khá chính xác. Ok. Rất là dễ đúng không? Rồi ta tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 6. Thế thì câu số 6 này cũng tương tự như câu số 4 vừa nãy thầy vừa hướng dẫn chúng ta. Và sau khi mà ta làm cái bài câu số 4 thầy vừa hướng dẫn chúng ta rồi thì chúng ta suy được một công thức khá là nhanh. Đó là khi đốt cháy hydrocarbon. Khi mà đốt cháy hydrocarbon thì hoàn toàn thì ta luôn luôn có là M của hydrocarbon luôn bằng 12 lần N CO2 cộng 2 lần N nước. Chúng ta chú ý rằng là cái công thức này chỉ đúng với việc bài toán đốt cháy hydrocarbon thôi nhá. Được chưa? Thế vậy thì ngay lập tức ta bấm được máy tính thôi. Ta tìm giá trị của M bằng 12 lần nhân số mol CO2 17,6 chia 44 bằng 0,4 cộng với lại 2 lần số mol nước 9 chia 18 bằng 0,5 và bằng 12 nhân 0,4 cộng 2 nhân 0,5 bằng 5,8 gram. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án à, rất là dễ. Đấy chưa? Em thấy dễ không? Tương tự các em bấm máy tính cho thầy câu 7 nào. Tương tự các em bấm máy tính cho thầy câu 7 nào. Câu 7 cũng tương tự. Wow, Nguyễn Thế Khải comment rất đúng. Nhanh ấy, tốc độ ấy. Việt Trần Hà, nhanh lên em ơi, câu số 7. Thầy đang chờ đợi các em câu số 7. Vân Trang, ok. Trần Văn Hoàng, ok. Cung Su Vi, rất tốt. Và thầy bấm máy tính nhá. Tương tự thì ta sẽ có là M này bằng 12 lần CO2 này 35,2 chia cho 44 này bằng 0,8 này cộng với lại 2 này nhân số mol nước 21,6 này chia 18 này 1,2 này. Đấy có 12 nhân 0,8 cộng 2 nhân 1,2 bằng 12 gram. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án C. Tuyên dương tất cả các bạn đã làm là đáp án C. Rất tốt. Quang Trường, Hường Nguyễn, rất tốt. Thì cái chuỗi live stream này ngày hôm nay là để thực hiện cái buổi live stream cuối cùng để tổng ôn cho chúng ta kiến thức lớp 11 với những phần quan trọng và căn bản nhất. Thì sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu bước sang chương trình lớp 12 vào buổi tối chủ nhật tuần sau. Các em chú ý đón xem vào lúc 20 giờ nhé. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 8. Đốt cháy VV. Cảm ơn em. Đốt cháy 1,68 lít hỗn hợp gồm CH4 và CH4 thu được x am CO2. Vậy x là bằng, thế bài này chúng ta cần tinh ý một chút. CH4 và C2H4 này, ta tìm được số mol của nó bằng 1,68 chia 2,4 0,075. Để cho các em 0,075 thì phân tử khối trung bình bằng 20. Mà đốt cháy thì thu được bao nhiêu CO2 thì chúng ta lưu ý một tí tiệm. Thế ở đây anh này là C4, anh này C4 này. Vậy thì đặt cái hỗn hợp này là CaH4 mà phân tử khối trung bình bằng 20. Đến đây thì tìm được A bằng 20 trừ 4 bằng chia 12 bằng 1,33 cho phân số đi thì bằng 4/3. Vậy suy ra đây là một phương pháp kinh điển. Ta có C4/3H4 cộng oxy thì ra được CO2 với số mol này bằng 0,075. Vậy hoàn toàn em bảo toán nguyên tử nguyên tố carbon ta có 0,075 nhân 4 chia 3 bằng 0,1. Vậy ta tìm được khối lượng của CO2 bằng 0,1 nhân với lại 44 bằng 4,4 gram. Đáp án đúng đáp án A. Được chưa? Rất là dễ. Đúng không các em? Chúng ta sang tiếp tục câu tiếp theo, câu số 9. Hỗn hợp X gồm C3H8, C4H10 tỷ khối so hydro thì bằng 325,5 thành phần phần trăm diện tích mỗi khí trong hỗn hợp là. Thế thì bài này thầy muốn cho vào đây để giúp chúng ta ôn lại cái phương pháp là phương pháp đường chéo. Đúng không? Phương pháp đường chéo ta có là C3H8 C4H10 này tỷ khối so hydro bằng 25,5. Vậy phân tử khối nó bằng 51. Vậy ta có phân tử khối trung bình, phân tử khối của anh C3H8 12 nhân 3 cộng 8 bằng 44. 12 nhân 4 cộng 10 bằng 58.
58 trừ 51 bằng 7. 51 trừ 44 bằng 7. 7 chia 7 bằng 1 chia 1. 1 chia 1 có nghĩa là ta có tỷ lệ về thể tích. Về thể tích chính bằng tỷ lệ về số mol. Tỷ lệ về thể tích cũng chính bằng tỷ lệ về số mol. Chính vậy nên có là 1 chia 1 thì có là 50 chia 50. Đáp án đúng chúng ta đáp án gì? Ok. Rồi đúng, một bạn vừa hỏi là cái công thức kia chỉ ứng dụng cho lớp 12 thì có bạn trả lời giúp thầy rồi, chính xác. Cái công thức vừa nãy là chỉ ứng dụng cho bài toán đốt cháy các hydrocarbon, là hợp chất chỉ gồm carbon và hydro thôi nhé các em. Còn lại là nếu mà sang chương trình lớp 12 thì chuẩn bị tinh thần để học thầy. Được chưa? Thì khi mà chuẩn bị tinh thần để học thầy thì em sẽ biết được rằng những cái bài toán này ứng dụng cho những cái bài như nào. Câu số 10. Đốt cháy hoàn toàn 4,40. Câu số 10 câu cực kỳ hay. Thì chờ đợi một chút để cho các bạn cùng có thể comment ra đáp án xuống dưới này. Câu 10 câu cực kỳ hay luôn và rất ít bạn làm ra đáp án đúng câu số 10. Bởi vì các bạn rất dễ bị tư duy sai. Việt Anh Phạm học sinh học offline thầy đã comment đáp án 10B rồi. Đấy, giải rất nhanh. Nào các bạn khác cùng comment đáp án xem. Thế đây thì gợi ý tí. Bài này nếu mà các em mà hiểu bản chất thì làm nó rất là dễ thôi. Đốt cháy hoàn toàn 4,64g một kg carbon X. CXHI. Khối lượng 4,64. Rồi đem toàn bộ sản phẩm cháy, đốt cháy hoàn toàn thu được oxy. Trong oxy thu được CO2 và nước. Đem toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào bình lượng BH 2 lần. Khá nhiều bạn nhầm đây. Chú ý BH 2 lần thì không có từ dư. Nhớ nhá, không có từ dư thì không có chuyện mà số mol kết tụ bằng số mol CO2 đâu các em ạ. Ở đây thu được số mol BaCO3 39,4g. Số mol là 0,2 mol. Vậy hoàn toàn đến đây, sau khi tìm được số mol 0,2 mol thì ta chú ý tiếp là khối lượng phần dung dịch giảm bớt 19,912g. M dung dịch giảm là âm 19,912 thì chính bằng M vào trừ M ra. M vào là cái gì vào dung dịch? CO2 và nước các em ạ. Vậy là chính bằng M của CO2 cộng M nước trừ M ra. M ra là M kết tủa. Thế bây giờ chúng ta lại lưu ý chút. Đấy, delta M bằng M vào trừ M ra. Đây là delta M của M dung dịch. Vậy hoàn toàn nếu đặt số mol CO2 là A mol thì số mol nước là B mol. Ta sẽ có cái 44A cộng 18B trừ đi M kết tủa là trừ 39,4 thì bằng trừ 19,912. Phương trình thứ hai, do đây là hydrocarbon đúng không em? Và bởi vì nó là hydrocarbon nên hoàn toàn ta sẽ có là khối lượng hydrocarbon bằng 12 lần số mol CO2 cộng 2 lần số mol nước thì bằng 4,64. Hoàn toàn đến đây ta có giải hệ 44 bằng 18 bằng trừ 19,912 cộng 39,4 bằng 12 bằng 2 bằng 4,64 bằng 0,348. A bằng 0,348 và B bằng 0,232. Hoàn toàn đến đây ta sẽ tìm được XI chính bằng số mol CO2 chia 2 lần số mol nước và bằng 3 chia 4. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, C3H4. Đấy. Rất nhiều bạn comment đáp án B là đáp án chính xác. Để tuyên dương tất cả các bạn đã comment đáp án đúng là đáp án B. Ok, chúng ta tiếp tục câu tiếp theo. Câu số 11. Những câu này bắt đầu cứng cứng vào một chút rồi. Thì thầy nhắn nhủ tất cả các bạn đã và đang theo dõi video live stream này là nếu mà em muốn đạt điểm 8,5 đến 9 điểm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới thì trong 3 tháng hè này em nên giả học hết chương trình hóa học lớp 12 đi cho thầy. Nên học hết chương trình hóa học lớp 12. Chứ nếu mà không thì em khó mơ được cái việc mà được trên 8 với 9. Được chưa? Khá nhiều bạn học lớp offline thì đã học khóa C, học hết khóa C và đến sang khóa S rồi. Hai bạn, bạn Vũ Tô Uyên với một bạn nữa, bạn Tâm, bạn bạn nữa, Tẹo nữa. Em sẽ được biết. Ok, chúng ta tiếp tục nhá. Sang câu 11, đốt cháy hoàn toàn một lượng hydrocarbon X. Lại là hydrocarbon X, vậy thì đặt nó là CXHI. Đốt cháy thu được oxy thì thu được CO2 và nước. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy ở bình đựng BaH 2 lần dư.
Chú ý lúc này ở tay của ta có từ BH này lần dư rồi. Từ dư rất quan trọng này. Và bởi vì BH này lần dư nên ta thu được số mol kết tụa chính bằng số mol CO2 nhá. Khi nào có từ dư em nhớ nhớ, dư thì dẫn đến số mol kết tụa bằng số mol CO2. Thật ngữ đấy. Vậy thì ta có là 29,55 chia 197. 0,15 mol. Vậy ta tìm được số mol CO2 bằng 0,15. Dung dịch sau phản ứng có khối lượng giảm 19,35 các. Khối lượng dung dịch giảm là âm 19,35. Thì bằng MCO2 cộng M nước trừ M kết tụa. Từ đây ta sẽ có là trừ 19,35 bằng 0,15 nhân 44 cộng M nước trừ M kết tụa là trừ 29,55. Đến đây hoàn toàn em tìm được M nước bằng trừ 19,35 này cộng 29,55 này trừ 0,15 nhân 44 này được bao nhiêu, ra là M nước bằng 3,6, chia 18 ra là số mol nước bằng 0,2. Thế thì sau khi mà ra được N nước bằng 0,2 rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng là N nước lớn hơn NCO2. Và bởi vì N nước lớn hơn NCO2 nên ta hoàn toàn có rằng là số mol cháy ở đây suy ra, bởi vì N nước lớn hơn NCO2 suy ra hydrocarbon này là CN H2N cộng 2. Và bởi vì là ancan nên ta luôn luôn có số mol cháy bằng số mol nước trừ số mol CO2. Và hoàn toàn đến đây ta sẽ tìm được số mol cháy bằng 0,2 trừ 0,15 bằng 0,05. Đến đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon bằng 0,15 chia 0,05 bằng 3. 3 mà ancan vậy suy ra chắc chắn là chúng ta là C3H8. Đáp án đúng đáp án D. Ok, chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo. Câu số 12 thì chữa khá là chậm để cho các bạn mất gốc cùng có thể học được với chúng ta. Đấy, các em cần chú ý cùng theo dõi, cùng học bài để cho điểm làm sao sắp tới chúng ta thật là cao. Thầy chỉ mong ước làm sao điểm chúng ta thật cao. Ok, chúng ta tiếp tục nhá. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo. Câu số 12. Nào câu số 12 nào. Vì anh Phạm nhanh thế. Tốt. Câu số 12 này thì chúng ta cần chú ý rằng là 0,6 gam hợp chất hữu cơ X rồi cho sản phẩm cháy có bình đựng. Vậy hợp chất hữu cơ X người ta nhìn này, A này, B này, C này, D. Vậy ta lại sử dụng chiêu là nhìn đáp án ta có. Thì ta có hợp chất hữu cơ X, chúng ta có dạng là CX, HI, O, một oxy thôi. Có mỗi thằng này là O2 thì OZ. Khối lượng 0,6. Đốt cháy trong oxy thu được sản phẩm cháy gồm CO2 và nước. Cho sản phẩm cháy này đi qua bình đựng CaOH này lần dư thì thu được 2 gam kết tụa. Kết tụa chúng ta là kết tụa CaCO3. Số mol kết tụa bằng 0,02 gam. Vậy hoàn toàn ta tìm được số mol CO2 bằng 0,02 mol. Khối lượng bình tăng thêm 1,24 gam. Thế ta để ý rằng là M bình tăng chính bằng M CO2 cộng M nước. Các em lưu ý nha, nốt cái là lại. Các em rất hay quên, hay bị lẫn lộn giữa M bình và M dung dịch. M bình tăng để bằng tất cả những cái gì vào bình. Mà vào bình thì còn có CO2 và nước. Còn lại M dung dịch giảm thì mới bằng M vào trừ M ra. Đúng chưa? Các em chỉ lưu ý nha. Vậy khối lượng M bình này chính là bằng khối lượng của CO2 và khối lượng của nước 1,24 gam. Đến đây chúng ta bấm máy tính tìm được số mol nước. 1,24 trừ đi 0,02 nhân 44 bằng 0,36 chia 18 ra số mol nước bằng 0,02. Về đây ta nhìn thấy số mol nước bằng số mol CO2 nên chắc chắn hợp chất hữu cơ thì có dạng là CN H2N OZ. Đúng chưa các em? Thế nhưng mà đây là chứng minh như vậy thôi, chứ mà tỷ khối của X so hydro bằng 15. Có nghĩa là phân tử khối bằng 30. Và hoàn toàn ta tìm số mol 0,6 chia 30 bằng 0,02. Đến đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon bằng 0,02 chia 0,02 bằng 1. Số nguyên tử hydro bằng 2 lần số mol nước. 0,02 nhân 2 chia 0,02 bằng 2. Vậy suy ra anh này là C H2
OZ mà phân tử khối bằng 30. Suy ra Z bằng 1. Vậy công thức phân tử là CH2O. Đáp án đúng, chúng ta đáp án B. Để cho các em khá là dễ đúng không? Chúng ta tiếp tục. Trông tưởng tượng khó vậy thôi nhưng lại cực kỳ dễ. Và đây thì chữa rất là chậm. Gần nghĩ rằng không ở đâu có thể chữa chậm được như vậy cho các em nữa. Chính vì vậy nên là các em lưu ý là những bài nào em chưa kịp nghe theo thì em có thể xem lại về tường để mà chúng ta cùng có thể học lại nhé. Cố gắng lên. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo. Câu số 13. Đốt cháy hoàn toàn 0,025 mol hợp chất hữu cơ X thì cần tối thiểu 1,12 lít khí oxy. Được chưa? Vậy đây ta có này. Hợp chất hữu cơ X này, ta lại nhìn này. Có CHO. Vậy chúng ta đã đặt hợp chất hữu cơ X chúng ta là CX hợp Y OZ số mol là 0,025. Thì cần tối thiểu oxy số mol là 0,05. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy chúng ta gồm CO2 và nước qua bình đựng P2O5 khan. Chúng ta để ý P2O5 khan thì nó giữ lại cái gì? Thì ở đây P2O5 nó giữ lại nước. Lúc này sau khi giữ nước còn thoát ra CO2. CO2 đi qua bình đựng CaO2 hai lần dư thì nó giữ nốt CO2 gì? Thấy khối lượng bình 1 tăng 0,9 gram. M bình 1 tăng 0,9 gram chính bằng M của nước. M bình 2 tăng 2,2 gram chính bằng M của CO2. Hoàn toàn đi cho tìm được số mol nước 0,9 chia 18 bằng 0,05. Số mol CO2 bằng 2,2 chia 44 bằng cũng bằng 0,05. Vậy nên chúng ta bấm máy tính nhanh nhé. Chúng sẽ tìm được luôn là số nguyên tử carbon là 0,05 chứ 0,025. Bằng 2 C2 với loại C D. Số nguyên tử hydro sẽ bằng 2 nhân 0,05 chia 0,025 bằng 4 CH4. Bây giờ còn cái cuối cùng Z bằng bao nhiêu. Muốn tìm được Z bằng bao nhiêu ấy thì ta lưu ý bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Ta có 0,025 nhân Z cộng với lại 0,05 nhân 2 bằng 0,05 nhân 2 cộng 0,05 nhân 1. Hoàn toàn đây là tìm được Z. Nhân 2 cộng 0,05 nhân 1 trừ đi 0,05 nhân 2 bằng chia cho 0,025 bằng 2. Vậy Z chúng ta bằng 2. Vậy suy ra đáp án đúng chúng ta đáp án B. C2H4O2. Chào Vân Trang. Vân Trang comment chưa biết đúng hay không nhỉ? Bùi Diệp, tốt. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo. Câu số 14. Câu số 14. Đốt cháy hoàn toàn 23 gram hợp chất hữu cơ thu được CO2, nước, công thức phân tử của ancol. Ở đây người ta hỏi rõ chúng ta là công thức phân tử của ancol rồi. Vậy hoàn toàn ta chú ý này. Số mol CO2 chúng ta bằng 1 mol này. Số mol nước chúng ta bằng 27 chia 18 bằng 1,5 mol này. Để bài hỏi rõ, ta thấy số mol nước lớn hơn số mol CO2. N nước lớn hơn N CO2. Vậy chắc chắn anh này là ancol no. Hơn nữa nhìn đáp án 1O. Suy ra là đơn nữa. Vậy công thức tổng quát của ancol no đơn là CN H2N cộng 2O. Vậy với CN H2N cộng 2O thì hoàn toàn ta tìm được số mol cháy. Ta có số mol nước trừ số mol CO2 chính là số mol cháy 0,5. Hoàn toàn nên tìm được số nguyên tử carbon bằng 1 chia 0,5 bằng 2. Vậy suy ra là C2H6O. Đáp án đúng chúng ta đáp án C nhé các bạn. Rất dễ, cùng số vi. Tốt. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo. Câu số 15. Câu số 15 thì lại là một cái câu mà hách hách hơn một chút. Wow, Hường Nguyễn comment nhanh thế. Đấy, có khác các bạn là comment rất là nhanh, rất là tốt, rất là đúng luôn. Thì câu số 15 này. Đốt 0,15 mol một hợp chất hữu cơ. Đốt 0,15 mol một hợp chất hữu cơ thu được. Ở đây chúng ta chú ý hợp chất hữu cơ này CHO. Vậy thì đặt CXHIOZ số mol 0,15. Đốt cháy tác dụng oxy thì thu được số mol CO2 bằng 0,3. Số mol nước bằng 5,4 chia 18 bằng 0,3 nốt. Từ đây thì tìm được số nguyên tử carbon bằng số mol CO2 chia số mol cháy
bằng 2. Số phân tử hydro bằng 2 lần số mol nước chia số mol trái bằng 4. Đấy, chắc chắn chúng ta là C24 loại. Đấy, còn oxy nữa thì chúng ta cần lưu ý này. Đề bài nó ra này. Một thể tích hơi thì cần 2,5 thể tích oxy. Có nghĩa là một thằng này thì cần 2,5 thằng này. Được chưa? Thế nếu vậy thì bây giờ là 0,15 thì cần 2,5, 0,375. Và hoàn toàn đây ta bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. 0,15 nhân Z cộng với lại 0,375 nhân 2 bằng 0,3 nhân 2 cộng 0,3. Hoàn toàn đến đây ta tìm được Z. 0,3 nhân 2 cộng 0,3 trừ đi 0,375 nhân 2 chia 0,15 1. Vậy số nguyên tử carbon oxy chúng ta bằng 1. Đáp án đúng chúng ta đáp án D. Wow, Vũ Hiền Thành. Bình tĩnh em ơi, hết sức bình tĩnh. Cảm ơn Vũ Hiền Thành. Và tiếp tục sang câu tiếp theo. Câu số 16, một câu khá là hay luôn. Trông dài dài thôi, trông sợ sợ vậy thôi, nhưng mà cực kỳ hay và rất là thú vị để cho các em giải. Các bạn nào có thể comment ở đáp án câu 16 nhỉ? Thanh niên nào có thể comment ở đáp án câu 16? Rất là hay. Chuẩn bị sang chuỗi những câu cực kỳ hay ở phía dưới luôn. Vân Trang, nhanh đi em. Thái Việt Hoàng C. Chúng ta đã thấy bắt đầu có sự tranh chấp ở đây. Thấy chữ 16 nhá. Bây giờ thì coi này. 400ml thì coi là lít đi. Vậy này bằng 0,4 lít. Một hỗn hợp gồm nitơ và một hydrocarbon là CHI và 900ml oxy 0,9 đốt. Thể tích thu được sau khi đốt là 1,4 lít, gồm CO2 này, H2O này, nitơ này, có khả năng oxy dư nữa. Sau khi cho hơi nước ngưng tụ, hơi nước ngưng tụ là vứt nước đi, thì còn 800ml hỗn hợp 0,8 gồm CO2, nitơ, oxy. Vậy ta được nước 1,4 trừ 0,8 bằng 0,6. Người ta lội qua dung dịch cao áp thì giữ lại CO2 thì thấy còn 0,4 lít khí gồm nitơ và oxy. Vậy ta có số mol CO2 bằng 0,8 chứ 0,4 bằng 0,4. 0,4. Và đến đây ta đã đủ sức để giải hết bài này. Ta thấy số mol nước lớn hơn số mol CO2 0,6 lớn hơn 0,4. Vậy chắc chắn chúng ta anh này là anh ancan. Ancan này công thức tổng quát là CN H2N cộng 2. Vậy ta tìm được là cháy 0,6 chứ 0,4 bằng 0,2. Vậy ta tìm được số nguyên tử carbon 0,4 chia 0,2 bằng 2. Ancan mà C2 thì chỉ có thể là C2H6. Được chưa các em? Wow, bây giờ là đến những câu hay và chất. Từ nay đến giờ là thầy nói cho chúng ta những cái phần bài cơ bản để luyện tập cho các bạn mật gốc. Bây giờ chúng ta sẽ tác động đến những cái câu mà hay thi đại học. Những cái câu mà yêu cầu các em độ tư duy khá là cao và ổn hơn. Và đây cũng chính là lúc mà dành cho team 2000 cùng có thể theo dõi, cùng có thể làm cùng hơn. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Bạn Thái Việt Hoàng comment khá là đúng ngay lập tức ngay từ đầu tiên. Chưa biết có đúng hay không nhỉ? Phạm Chủ Hải Hà, các bình tĩnh. Ba hydrocarbon XYZ kế tiếp nhau. XYZ kế tiếp nhau trong dạng đúng đẳng. Khối lượng phân tử Z gấp 2 lần khối lượng phân tử X. Đồng đẳng kế tiếp thì anh này hơn anh này 14. Anh này hơn anh này 14. Vậy hai này hơn nhau. 14 cộng 14 bằng 28. Vậy ta có là MZ trừ MX bằng 28. Bấm máy tính giải hệ này thì ta tìm ra được MX bằng 28, MZ bằng 56. Đến đây là dùng cái chiêu của thầy nhé. Ta lấy này, 28 chia 14, vậy số nguyên tử carbon bằng 2. Vậy suy ra này là C2H4. Thì Z là
C4H8. Vậy ta được X là C2H4, Y là C3H6 và Z là C4H8. Vậy hoàn toàn ở đây ta có 0,1 mol chất Y. Thì ta tìm được số mol CO2 bằng 0,3. Sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn dung dịch CaOH2 lần dư thì thu được số mol kết tụa là CaCO3, số mol là 0,3. Vậy đây ta tìm được khối lượng kết tụa bằng 0,3 nhân 100 bằng A10. C là đáp án chính xác. Dễ không em? Khá dễ nhỉ. Chúng ta sang tiếp tục câu tiếp theo. Câu số 18. Hỗn hợp gồm hydrocarbon X và oxy có tỷ lệ số mol tương ứng là 1/10. Đây đề học khối A năm 2007 nhé. Các em cần lưu ý để giải những câu này thì yêu cầu chúng ta cần cái độ tư duy logic khá là cao. Hỗn hợp gồm hydrocarbon X và oxy có tỷ lệ số mol tương ứng là 1/10. Vậy thì đặt hydrocarbon X chúng ta là CHI. CHI đặt là 1 thì số mol oxy chúng ta là 10. Tôi chạy vào toàn hỗn hợp trên thu được khí CO2, H2O và khả năng oxy dư. Cho Y đi qua dung dịch H2O đặc thì nó giữ lại nước. Thu được hỗn hợp khí Z chúng ta là gồm CO2 và oxy. Tỷ khối so với hydro thì bằng 19. Vậy này bằng 38. 44 phân tử khối trung bình bằng 38. 32. 6. 44 chia 38 bằng 6. 6 chia 6 bằng 1 chia 1. Bây giờ thì đi bảo toàn. Bảo toàn là nguyên tử carbon 1 nhân x bằng x với số mol CO2 thì bằng x. X. Vậy ngay lập tức tỷ lệ 1 chia 1 suy ra số mol oxy bằng x. Mặt khác ta có hydro này, 1 nhân y chia 2 bằng 0,5y. Đến đây thì đi bảo toàn nguyên tố oxy. Ta có 2 nhân 10 bằng 2 lần số mol CO2 2x cộng 1 lần số mol nước 0,5y cộng 2 lần số mol x. Suy ra thầy có 4x cộng 0,5y bằng 20. Và thế lúc này cách nhanh nhất của chúng ta là bấm máy tính thử. 4x cộng 0,5y bằng 20. Vậy ta sẽ có là 4 x 4 16 này. 16 cộng 4 bằng 20. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án C. Để cho các em. Đáp án đúng của 18 chúng ta phải là đáp án C. Thầy vừa nhìn thấy một số bạn kêu úi giời ơi. Chúng ta sang tiếp tục câu số 19, một câu khá là dị trong cách giải. Câu số 19, một câu khá là dị trong cách giải. Chúng ta cùng quan sát nhá. Hỗn hợp X có tỷ khối so với hydro là X có tỷ khối so với hydro là 21,2. Vậy tức phân tử khối trung bình bằng 22,4. 42,4. Gồm propan C3H8, propen C3H6 và propin C3H4. Vậy từ đây cái hỗn hợp này thì có thể suy ra được ngay rằng hội này đều chung là C3. Thì nó là C3HA mà phân tử khối trung bình bằng 42,4. Đến đây thì tìm được A luôn. 42,4 trừ đi 12 x 3 bằng 6,4. Vậy thì quy hết hỗn hợp X của thầy chính là C3H6,4 cho nó dễ. Tôi sẽ hoàn toàn 0,1 mol X thì hoàn toàn ta thu được CO2 bảo toàn 0,1 x 3 bằng 0,1 bằng 0,3. Nước 0,1 x 6,4 bằng 0,64 chia 2 bằng 0,32. Thấy chưa? Vậy ta tìm được tổng khối lượng của CO2 nước 0,3 x 44 cộng 0,32 x 18 bằng 18,96 gram. Đáp án đúng chúng ta là B. Bạn Thái và Hoàng comment rất đúng, rất tốt. Chúng ta tiếp tục sang câu số 20, một câu khá là hay. Khá chưa? Chúng ta cùng quan sát. Câu 20. Tôi chạy hoàn toàn 1 lít
Các em thấy những câu này hay chưa? Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp gồm 1 lít hỗn hợp gồm CH2 và hydrocarbon X dễ cắt y sinh ra 2 lít CO2 và 2 lít hơi nước H2O. Vậy ở đây ta nhìn thấy này, số mol CO2 bằng số mol nước đúng không em? Trước hết thì tìm được số nguyên tử carbon trung bình sẽ bằng là số mol CO2 chia số mol cháy 2 chia 1 bằng 2. Mà đây chắc chắn của anh là C2H2 rồi, vì anh còn lại chắc chắn phải là CH2. Vậy người ta loại đáp án C là đáp án D. Đúng chưa? Tiếp tục nhá. Nước số nguyên tử hydro trung bình bằng 2 lần số mol nước 2 nhân 2 chia số mol cháy là 1 bằng 4. Mà xét về số nguyên tử hydro anh này là 2, nhỏ hơn 4 thì anh phải lớn hơn 4, không được bằng 4. Thế vào đây ta có là C24 bằng 4, vứt cái lớn 4 chỉ có 6 B. Rất nhanh, đúng chưa các em? Đây là phương pháp trung bình nhé, các em cần chú ý. Vậy thầy nốt lại cái phương pháp trung bình đây cho chúng ta nhìn. Phương pháp trung bình là số nguyên tử carbon trung bình thì chính bằng số mol CO2 chia số mol cháy. Nhưng đặc biệt hơn là sau khi tìm số nguyên tử carbon trung bình, chúng ta cần chú ý carbon trung bình lớn hơn carbon của số nguyên tử carbon của chất hữu cơ thứ nhất nhỏ hơn số nguyên tử carbon chất hữu cơ thứ hai. Tương tự như vậy thì hydro trung bình cũng vậy, lớn hơn hydro 1 là nhỏ hơn hydro 2. Đây các em cần nốt cái này lại, khá là quan trọng. Ok, ta tiếp tục sang câu 21. Lại quẩy hơn một chút nữa. Chúng ta còn 21, 22, 23, 24, 25 thôi là thầy phải chào tạm biệt các em rồi. Và cũng là kết thúc buổi live stream ngày hôm nay. Và hiện tại những câu này là những câu khá là hay, cực kỳ chất, hạch não rất cả. Bạn thử giải xem nào. Rồi thầy lại hướng dẫn tiếp nhé. Hỗn hợp khí của một ancan CnH2n cộng 2, một anken CnH2n, sorry, CmH2m, thì khối của X so với hydro bằng 11,25. Vậy ta tìm được phân tử khối trung bình bằng 11,25 nhân 2 bằng 2,5. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí X, vậy ta tìm số mol bằng 0,2 thì thu được số mol CO2 bằng 0,3. Ngày tức đến đây thì tìm được số nguyên tử carbon trung bình nữa này. 0,3 chia 0,2 bằng 1,5. 1,5 thì một thằng chắc chắn nhỏ 1,5 chỉ có thể ở 1. 1 mà số nguyên tử carbon của anken luôn lớn bằng 2. Vậy chắc chắn một điều là thằng này là ancan, và ancan thì chỉ có là CH4. Loại ngay đáp án về. Em phải tinh ý vào. Được chưa? Sau khi các em loại được đáp án B rồi thì bây giờ đề bài lại yêu cầu chúng ta là xác định công thức của ancan và anken lần lượt là bao nhiêu. Này, rất là khó khăn chúng ta trong việc này, bởi vì tỷ khối của X so với hydro này, đốt cháy hoàn toàn này, ra là số mol CO2. Nhưng cho ta để ý tí, đây là số mol là 1,5 các em, đúng không? Không biết các em có để ý số mol này không, nhưng mà đây là số mol bằng 1,5. Và hoàn toàn với số mol bằng 1,5 này thì thầy có thể đạt được công thức tổng quát chung của hỗn hợp hợp chất hữu cơ này của thầy được, đúng không? Từ đó thầy tìm được số mol nước, thầy tìm nhá, sau đó thầy suy ra số mol hydro trung bình nhá. Hoặc còn một cách khác nhanh hơn, 1,5 thì ta biết rằng là gần như thằng này là trung bình cộng, thì 1,5 nhân 2 bằng 3, vậy thằng này cộng với thằng nào đó bằng 3, đúng không? Nhưng mà không hay, bây giờ thầy sẽ giải và nhá. CnH2n cộng 2 này, vậy thì có này, số carbon trung bình 1,5 này, vậy thầy sẽ đạt được công thức trung bình là C1,5HA mà phân tử khối bằng 2,5. Đến đây thì tìm được A, 2,5 trừ đi 12 nhân 1,5 bằng 4,5. Vậy số nguyên tử hydro trung bình bằng 4,5. Thế thì anh 4 này là nhỏ hơn 4,5 rồi, thì một anh phải lớn hơn 4,5. Thế loại ngay đáp án C. Đúng chưa? Vậy ta chỉ còn A hoặc D.
Với A hoặc C này thì đơn giản thôi, sau khi chúng ta tìm được là số nguyên tử hydro trung bình bằng 4,5 rồi. Vậy hoàn toàn như tìm được số mol nước. 0,2 nhân 4,5 chia 2 bằng 0,45. Ok chưa các em? Thế thì đến đây nhá. Ta sẽ có này. Cái cách giải nhanh nhất là sau khi ta loại được rồi 22 rồi. Và cách giải nhanh nhất chúng ta lấy bấm máy tính thử là nhanh nhất. Đúng không em? Có tỷ khối này. Có số nguyên tử carbon trung bình là 1,5 này. Bây giờ thì giả sử như đáp án đúng chúng ta đáp án A. Đáp án đúng chúng ta đáp án A 1 2 A này. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon này. 1 bằng 4 bằng này 0,3 bằng này. Bảo toàn số mol nữa. Số mol là bằng 1 bằng 1 bằng 0,2 bằng 0,166 và 0,033. Một anh là bằng 1/6. Một anh là bằng 1/30. Thế thì sau khi ra được một anh bằng 1/6, một anh bằng 1/30 rồi. Thì đây ta sẽ có là đi tìm về phân tử khối. Hay là xét về khối lượng thì nó dễ. 2,5. Thì khối lượng này là 1/6 nhân 16 cộng 1/30 nhân 12 nhân 4 cộng 8 bằng 4,533. Mà thằng này nhân 0,2 thì chắc chắn không bao giờ bằng khối lượng phân tử khối trung bình. Và đáp án đúng chúng ta phải là đáp án gì? Để cho các em. Đấy. Câu này rất là hay. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo. Câu số 22. Câu số 2 chúng ta tinh ý tí nha. Chúng ta tinh ý tí này. Tốt chất hoàn toàn một chất hỗn hợp X gồm 2 hydrocarbon, tỷ lệ số mol là 1:1 này. Có nghĩa là số mol bằng nhau. Công thức đơn giản nhất khác nhau, bởi vì công thức đơn giản nhất khác nhau nên không thể là hai anken được, tại vì công thức đơn giản nhất của hai anken là CH2. Thế ta nhìn thấy số mol nước này. Số mol CO2 này bằng này 2,2 chia 44 bằng 0,05. Số mol nước ta bằng 0,05 luôn. Vậy thì số mol nước bằng số mol CO2. Vậy sau này em thấy là cứ số mol nước bằng số mol CO2 mà là 2 hydrocarbon thì ta có hai khả năng. Hoặc là hỗn hợp là anken, hoặc hỗn hợp là ancan và ankin. Nhưng với điều kiện hai này số mol bằng nhau. Số mol này bằng nhau 1:1 rồi. Đáp án đúng chúng ta hai đáp án gì? Thế khá nhiều bạn comment đáp án đúng đấy, rất tốt. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo. Câu số 23. Hỗn hợp khí X gồm C2H6 này, C3H6 này, C4H6 này, tỷ khối. So với rồi bằng 24, vậy ta tìm được phân tử khối của hỗn hợp X bằng 24 nhân 2 bằng 48. Vậy đến đây ta tìm được hỗn hợp X chúng ta sẽ có dạng là CaH6 bằng 48. Hoàn toàn đến đây các em tìm được A bằng 48 trừ đi 6 bằng chia 12. 48 trừ đi 6 bằng chia 12 bằng 3,5. Vậy hoàn toàn thầy tìm được hỗn hợp X của thầy sẽ có công thức trung bình là C3,5H6. Đốt cháy hoàn toàn 0,96 gam X. Vậy thầy tìm được số mol. Chia cho 0,02 mol. Trong oxy dư. Vậy thầy thu được CO2 và H2O. Tìm số mol 0,02 nhân 3,5 0,07. Rồi hấp thu toàn bộ sản phẩm trái bằng dịch pH 2 lần. Số mol 0,05 nhân 1 bằng 0,05. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1 gam kết tủa. Vậy thì bài toán CO2 sục vào pH quá 2 lần. Với cái bài toán CO2 sục kiềm này thì hoàn toàn ta sẽ có thì tìm tỷ lệ OH trừ chia CO2 bằng 0,05 nhân 2 bằng 0,1 chia 0,07. Điều này chứng tỏ chúng ta là tạo thành hai muối BaCO3 và BaHCO3 hai lần. Đến đây các em bấm máy tính đặt đáp án đúng không? Giải hệ. Ta sẽ có đáp án này là A. Thì đáp án này là B. Ta có bảo toàn bari A cộng B bằng 0,05. Bảo toàn carbon A cộng 2B bằng số mol CO2 0,07. A bằng 0,03. Sau khi ra bằng 0,03 rồi thì
nhân 197. Chúng ta tìm được khối lượng chúng ta bằng 5,91 gram. Đáp án đúng đáp án B. Bạn Phạm Chu Hải Hà rất là tốt, comment từ đầu đến cuối buổi rất tốt, và thể thấy rất nhiều bạn comment đáp án đúng. Chúng ta tiếp tục câu tiếp theo, câu số 24. X là một hàng cồn no mạch hở, chúng ta chú ý là no nhé. Tốt chết hoàn toàn 0,05 mol X thì cần 5,6 gram oxy. Ăn cồn no ta có công thức tổng quát là CN H2N cộng 2. Tốt chết hoàn toàn 0,05 mol X thì cần oxy. Ta tìm cho mol oxy bằng 5,6 chia 32 bằng 0,15. Thu được hơi nước và CO2. Ta tìm được số mol CO2 bằng 6,6 chia 44 bằng 0,15. Ăn cồn OX. Thế nên đây thì chúng ta tìm được số mol nước không? Hoàn toàn tìm được, nhưng mà từ từ chúng ta đi tìm số nguyên tử carbon. 0,15 chia 0,15 bằng C3. Anh em nhìn đứa nào cũng biết. C3 chắc chắn là no đó. Bởi vì no nên ta có N nước bằng NCO2 cộng N ăn cồn. 0,15 cộng 0,05 bằng 0,2. Đến đây chúng ta chỉ cần bảo toàn oxy là ra gì? Đúng không? Bảo toàn oxy 0,05 nhân x cộng với lại 0,175 nhân 2 bằng 0,2 cộng 0,15 nhân 2. Hoàn toàn đến đây ta tìm được x bằng 0,2 cộng 0,15 nhân 2 trừ 0,175 nhân 2 bằng chia 0,05 bằng x bằng 3. Vậy đáp án đúng chúng ta là C3H8O3. Đáp án đúng đáp án C. Ok, rất tốt. Bây giờ ta chỉ còn câu cuối cùng, câu số 25. Đốt cháy hoàn toàn M ga hỗn hợp 3 cô đơn chức thuộc cùng dãy đồng đẳng, thu được CO2 và nước. Chú ý này, ban côn đơn chức thôi, thì thật là CHIO. Đốt cháy này thu được số mol CO2 bằng 3,808 chia 2,4 0,17 mol. Số mol nước bằng 5,4 chia cho 18 bằng 0,3 mol. Ta thấy số mol nước lớn số mol CO2 phải chắc chắn anh này phải là ăn côn no đơn hả? Ăn côn no thôi, đơn hả? Để bài cho đơn rồi. Bên đây ta tìm được nơi cháy 0,3 chứ 0,17 bằng 0,13. Đến đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon trung bình bằng 0,17 chia 0,13 bằng 17 phần 13. Vậy đến đây thì được công thức tổng quát C17 phần 13 H2 nhân 17 phần 13 cộng 2 O với số mol mà 0,13. Đến đây bấm máy tính ra rất nhanh rồi. Chiều trung bình. Ok, ta có 12 nhân 17 chia 13 cộng 2 nhân 17 chia 13 cộng 2 cộng 16 bằng nhân 0,13 bằng 4,72 gram. Đáp án đúng, đáp án gì? Thì ngày hôm nay thầy live stream cho chúng ta cái bài tập về cháy tổng quát dành cho cả team 2K1 và team 2K. Sau khi kết thúc cái buổi live stream cháy này thì bắt đầu chú ý sang buổi sau. Thầy sẽ chủ nhật tuần sau vào lúc 20 giờ thì sẽ bắt đầu live stream bài đầu tiên nha. 20 giờ chủ nhật hàng tuần thầy sẽ hướng dẫn các em học chương trình lớp 12. Các em chú ý theo dõi các buổi live stream này. Ok, và bây giờ thì buổi live stream kết thúc tại đây. Chúc các em ngủ ngon. Bye bye. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.